Chào quý vị và các đồng chí, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đã đến giao thừa. Trong thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, chúng tôi, những người thực hiện chương trình An ninh Bà Rịa Vũng Tàu, xin trân trọng gửi tới toàn thể quý vị và các đồng chí lời chúc an lành, hạnh phúc. Trong chương trình An ninh Trật tự Bà Rịa Vũng Tàu cuối cùng của năm Mậu Tuất, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các đồng chí một số chuyển động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự những ngày cuối năm. Cùng với đó là phóng sự Xuân gắn kết Tết yêu thương, phản ánh về các hoạt động tình nghĩa, chung tay góp sức cùng cộng đồng để người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có một cái Tết tươi vui, ấm áp hơn. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 1, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị. Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm và kịp thời xử lý nguồn tin, góp phần tích cực cho công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục xây dựng và củng cố các mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. So với năm 2018, án đặc biệt nghiêm trọng giảm 5 vụ, tỷ lệ điều tra làm rõ đạt 100%. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bị phát hiện xử lý. Tại hội nghị, đã có 5 tập thể và 8 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai, thực hiện phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và phòng chống mua bán người. Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp, ban hành kế hoạch, giải pháp đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 1, đại diện các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Chi đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã đến nhà thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Huy Tú, công an viên xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, là người đã bị đối tượng trộm cắp tài sản dùng ná cao su bắn hỏng mắt khi anh đang truy đuổi đối tượng này. Chiều ngày 21 tháng 1, nhận được tin báo có hai đối tượng đột nhập vào nhà một hộ dân ở xã Sông Xoài để bắt trộm gà. Ngay lập tức, công an xã Sông Xoài đã huy động lực lượng truy bắt. Khi anh Tú điều khiển xe máy áp sát xe của hai đối tượng, tên ngồi sau bất ngờ dùng ná thun bắn thẳng vào mắt anh Tú rồi tẩu thoát. Anh Tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, dù đã hết sức cố gắng, bác sĩ xác định mắt phải của anh Tú đã bị hỏng hoàn toàn. Nhằm động viên anh Tú cùng gia đình vượt qua khó khăn, thừa ủy quyền của ban giám đốc, đại diện các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ anh Tú 5 triệu đồng từ kinh phí nghĩa tình đồng đội. Dịp này, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã hỗ trợ anh Tú là 20,5 triệu đồng. Công an thị xã Phú Mỹ cho biết, sau 4 ngày bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 25 tháng 1, cả hai đối tượng gây ra vụ án đã đến Công an thị xã Phú Mỹ đầu thú. Bước đầu, cơ quan công an xác định Thạch Văn Giang, 19 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng, tạm trú tại ấp 3 xã Sông Xoài, là người trực tiếp cầm ná cao su bắn anh Tú. Thưa quý vị, một mùa xuân mới nữa lại đến với mọi nhà. Tạm gác lại những muộn phiền của năm cũ, mỗi người đều ước mơ về những điều may mắn tốt đẹp hơn trong năm mới. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, cùng với những kết quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trên những nẻo đường xuân, lực lượng Công an Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, thăm hỏi tặng quà cho đồng bào nghèo, các mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, để bằng tình yêu thương và sự sẻ chia, góp phần mang xuân vui Tết ấm với mọi người, mọi nhà. Ngôi nhà của chị Lê Thị Hằng nằm sâu trong những con dãy thuộc tổ 58, thôn Tân Bình, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức. Cách đây hơn một năm, nơi đây chỉ là một bãi đất trống. Là một người câm điếc bẩm sinh, ngày ngày chị Hằng phải làm thuê, làm mướn để có tiền nuôi mẹ già 80 tuổi và con gái học lớp 6. Không có nhà cửa, cả ba thành viên trong gia đình này khi thì phải ở nhờ nhà người quen, khi phải tá túc ở chùa, nhà thờ. Và rồi niềm vui đã đến với gia đình chị khi đúng vào dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty tàu dịch vụ dầu khí PTSC đã chung tay xây tặng gia đình chị một căn nhà với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Cùng với đó, em Lê Ngọc Như Ý, con gái chị, cũng được Hội Phụ nữ Khối An ninh nhận đỡ đầu với số tiền 500.000 đồng mỗi tháng để hỗ trợ em ăn học. Cũng một ngày giáp Tết, Kỷ Hợi 2019, theo chân cán bộ Hội Phụ nữ xã Bàu Chinh đến thăm lại nhà chị Hằng, chúng tôi đã cảm nhận rõ hơn sự thay đổi nơi đây. Từ ngày có căn nhà, không còn phải lo lắng về một chỗ để che nắng, che mưa, cuộc sống gia đình chị đã bước sang một trang mới. Tết năm nay sẽ là cái Tết thứ hai chị Hằng được đón trong căn nhà mới. Mặc dù không phải quá sung túc, nhưng đã đủ đầy hơn. Đó là điều mà cách đây hơn một năm chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của người phụ nữ nghèo ấy. Dạ, từ khi cái nhà của chị Hằng này được xây dựng đó, thì đợt trước đó thì chị không có nhà, nhưng mà từ khi có nhà xây dựng thì cũng đỡ, cũng che nắng che mưa, chị cũng có đi làm mướn, chị cũng có cái chỗ mà để nương thân đó. Thì qua một năm thì em thấy cũng đỡ hơn được trước rất nhiều. Bé thì học thì cũng có chỗ để học á. Đợt trước thì không có chỗ, cũng ở đội nên ta đó, thì đèn điện nên không có bàn học, không có này kia, nên cũng gặp khó khăn. Từ khi có nhà này có thì bé cũng học được hơn, cũng có điều kiện nhiều hơn. Trong nhiều năm trở lại đây, các hoạt động an sinh xã hội chung tay góp sức vì cộng đồng của các lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng được tổ chức thường xuyên, tạo được nhiều hiệu ứng lan tỏa tích cực. Đặc biệt là trong những dịp Tết đến xuân về. Cũng từ những công trình thanh niên, những chuyến thăm hỏi, giúp đỡ người tàn tật, người già neo đơn hoặc trẻ em nghèo hiếu học đã mang đến nhiều sự thay đổi. Hôm nay là ngày sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019 của trường Trung học cơ sở Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. Cũng là ngày đặc biệt đối với em Nguyễn Thị Mỹ Diệp, học sinh lớp 7A3. Cha Diệp mất sớm, gánh nặng cơm áo, gạo tiền, lo cho 4 người con đang trong tuổi ăn, tuổi học dồn lên vai của mẹ em. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, hai người chị gái của Diệp phải nghỉ học giữa chừng. Việc học tập của em cũng có nguy cơ dang dở. Thấu hiểu hoàn cảnh đó của gia đình, hưởng ứng chương trình Nâng bước tương lai do tỉnh đoàn phát động, đoàn cơ sở phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu cho em Nguyễn Thị Mỹ Diệp với số tiền 500.000 đồng mỗi tháng. Chương trình sẽ được thực hiện đến khi Mỹ Diệp tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhận được sự hỗ trợ từ tuổi trẻ phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh, chị Nguyễn Thị Gái, mẹ của em Nguyễn Thị Mỹ Diệp, không giấu được sự vui mừng xen lẫn xúc động. Chị rất xúc động, chị rất vui mừng. Như hôm chị nghe là người ta điện về, ta báo cho bé Diệp một suất học bổng, chị rất vui. Chị nói với Diệp là ráng cố gắng học, nên mấy cô rồi á là đưa lên là cho con một suất học bổng, nó mừng lắm. Ngày nào nó sợ, mong muốn rồi ráng học. Thông qua cái hoạt động này á, thì giúp cho cán bộ chiến sĩ, nhất là cán bộ chiến sĩ trẻ, thấy được những hoạt động mà gần hơn với người dân. Trong đó những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúng ta nên chung tay, chung sức giúp đỡ để vượt khó, để chúng ta nâng bước cái tương lai sau này. Trong những ngày này, một hoạt động mang tinh thần đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân với những người đã hy sinh tuổi thanh xuân để lên đường làm nhiệm vụ, bảo vệ Tổ quốc cũng đã được đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức thực hiện. Đó là đến thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Hiện trung tâm này đang nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị các đồng chí là thương bệnh binh nặng, thương bệnh binh bị tâm thần nặng mãn tính. Cùng với 56 phần quà được chuẩn bị, trong chuyến trở lại trung tâm lần này, cán bộ chiến sĩ của đơn vị còn mang theo các trang thiết bị để làm thủ tục cấp phát căn cước công dân cho các thương bệnh binh. Trước đó, đơn vị cũng đã tổ chức một đợt cấp căn cước công dân tại trung tâm cho 36 thương bệnh binh, nên lần này chỉ còn lại 17 trường hợp. Nhưng bởi vì hậu quả chiến tranh đã để lại những di chứng nặng nề lên sức khỏe, nhận thức của các cô, các chú khiến công tác cấp phát căn cước công dân khó khăn hơn bình thường rất nhiều. Mặc dù vậy, không ai cảm thấy phiền lòng. So với việc mà cấp cho căn cước công dân cho người dân bình thường thì họ lên đây để cấp thì nó dễ dàng hơn, tại vì khi mà mình xuống dưới cấp căn cước công dân cho các chú bệnh binh thì mình bên phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính phải mang các trang thiết bị và máy móc rồi xuống dưới đi đó. Đối với việc cấp căn cước cho các chú mà có bị di chứng về tâm thần thì việc lấy hình ảnh của các chú sẽ khó khăn hơn, tại vì đôi khi các chú sẽ không được tập trung lắm, thì việc chụp hình thì sẽ có một cán bộ là một người chụp hình, một người thì sẽ điều chỉnh tư thế cho các chú để các chú có thể ngồi ngay ngắn, người thẳng lên và tập trung vào máy ảnh để việc lấy hình sẽ được đẹp hơn, dễ dàng hơn. Vì các chú đã dành hết tuổi trẻ của mình để cống hiến phục vụ cho đất nước, nên việc mà cấp căn cước công dân được cho các chú thì là một niềm vinh hạnh đối với tôi và cũng như các đoàn viên thanh niên khác. Trong những năm qua thì trung tâm cũng rất là khẩn trương cũng như là làm công tác về giấy tờ. Tuy nhiên do chiến tranh, do thất lạc những giấy tờ mà nhiều bác thương bệnh binh cũng bị thất lạc, và thậm chí rằng nhiều bác thương bệnh binh do cái vết thương bị vào sọ não không nhớ nổi tên mình, không nhớ nổi quê hương bản quán của mình ở đâu, và thậm chí rằng đối với các bác bố mẹ mình cũng không nhớ nổi tên. Chính vì thế mà cái công tác khai tờ khai của các bác thương bệnh binh để lấy lại, trích lục lại cũng rất là khó khăn. Chính vì thế sau khi phòng CP06 của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã giúp trung tâm làm thẻ căn cước đợt 1, đó là những bác thương bệnh binh có những ngày tháng năm sinh, và đợt 2 là ngày hôm nay đấy. Qua làm căn cước công dân cho các bác thương binh thì các bác thương binh rất là vui vẻ, phấn khởi vì đã trong nhiều năm nay chưa đón nhận được cái thẻ căn cước, mà năm nay các bác đã có thẻ căn cước trong tay. Mà có thẻ căn cước thì lãnh đạo trung tâm cũng như là căn cứ vào các phòng y tế và phòng chức năng, căn cứ vào đó để làm những thủ tục như là thủ tục khám chữa bệnh, thủ tục những cái giấy tờ liên quan đến sinh hoạt và cuộc sống của các bác, những con cái, và đặc biệt đó là gì, những sau này khi bác thương binh không may qua đời thì chúng tôi cũng căn cứ một cái giấy tờ quan trọng để đề nghị nhà nước suy tôn các bác làm liệt sĩ. Chính vì những cái quan trọng và ý nghĩa như thế cho nên tầm quan trọng, cho nên các bác thương binh rất là vui mừng và xúc động và cảm ơn. Những ngày cuối năm, khi khắp nơi là những dòng người nô nức ngược xuôi chuẩn bị đón Tết, bên cạnh công tác chuyên môn tại đơn vị, cán bộ, hội viên hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên thuộc Công an tỉnh và công an các đơn vị địa phương vẫn tất bật chuẩn bị những phần quà để trao tặng đến người dân. Tại các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và đơn vị tài trợ là Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC và Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu thuộc Tổng Công ty Khí đã tổ chức thăm và trao tặng hơn 200 phần quà cho các phụ nữ nghèo. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các chi đoàn cơ sở cùng các đơn vị phối hợp cũng đã thực hiện chương trình Tết ấm xuân vui, tặng gần 650 phần quà cho đồng bào ở Hà Giang và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bà con các dân tộc thiểu số, các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị như Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Chi đoàn cơ sở Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường Công an thành phố Bà Rịa cũng đã tổ chức trao tặng hàng trăm phần quà cho những gia đình khó khăn ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí dành cho tất cả các hoạt động gần 500 triệu đồng. Bên cạnh sự đóng góp tích cực từ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, các lực lượng công an tỉnh, không thể không nhắc tới sự chung tay, giúp đỡ từ các mạnh thường quân, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Không chỉ phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ sản xuất, kinh doanh, giữa các đơn vị và công an tỉnh đã gặp nhau gắn bó nhiều năm trong các hoạt động xã hội, tình nguyện, xuất phát từ sự sẻ chia, trách nhiệm đối với cộng đồng. Mùa xuân là mùa bình yên nhất trong năm, là khởi đầu cho những điều tốt lành, hạnh phúc. Đối với cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mùa xuân năm nay sẽ càng thêm ý nghĩa bởi bằng những việc làm hết sức thiết thực, nhân văn, thắm đượm nghĩa tình của mình đã góp phần mang Tết đến khắp mọi nơi. Và chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây là hết. Một lần nữa thay mặt những người thực hiện chương trình, xin gửi đến quý vị và các đồng chí một lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.